Thưa đại chúng, ngày xưa, thời của Phật, Phật chưa có cái quy định là ở chùa, lập chùa. Thời của Phật là chư Tăng đi xuất gia rồi thì ở trong rừng. Lúc đầu á, đệ tử Phật chỉ có 5 người đầu tiên thôi. Là khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì Ngài đến vườn Lộc Uyển, Ngài nói Pháp cho 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như. Thì sau khi nói bài Pháp Tứ Đế xong thì 5 vị đó xin làm đệ tử của Phật. Thì lúc đó đệ tử Phật bắt đầu mới có 5 người. Đó là chúng xuất gia đầu tiên của Phật. Mà trước khi có chúng xuất gia thì Đức Phật đã có chúng đệ tử tại gia rồi. Tức là ngay nơi gốc cây Bồ Đề có 2 thương gia đi ngang, thấy có một vị đạo sĩ tu hành, cảm mến, cho nên 2 vị đã phát tâm cúng dường. Sau khi cúng dường xong thì 2 vị cư sĩ này xin được làm đệ tử của Thế Tôn. Và lúc đó 2 vị cư sĩ này mới quy y có nhị bảo thôi. Thường thường chúng ta nói tam bảo phải không? Là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Nhưng mà vì lúc đó chưa nhận 5 anh em Ngài Kiều Trần Như thì làm gì có Tăng bảo. Thì lúc đó chỉ có Pháp bảo là lời Pháp của Phật, Phật bảo là Đức Phật. Cho nên 2 vị cư sĩ đó đã quy y với Phật, mà lúc đó là quy y nhị bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp thôi. Và sau khi mà 2 vị đó nói rằng chúng con ở rất xa xứ này, mà bây giờ chúng con đi qua đây để mà làm ăn, được may gặp Đức Thế Tôn, và bây giờ xin Ngài hãy cho chúng con có một cái gì đó để chúng con giữ làm kỷ niệm. Thì lúc đó quý vị thấy người tu ở trong rừng mà làm gì có. Thí dụ như bây giờ còn có sâu chuỗi, còn có cái hình Phật để đeo, hay cái áo tràng, hay cái túi gì, con muốn giữ kỷ niệm của thầy, thầy cho con, thầy còn có, thầy cho. Phật mới vừa thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, đâu có gì đâu cho. Nhưng mà vì cái tín tâm đó, Phật liền đưa tay lên trên đỉnh, trên đầu Ngài, Ngài bứt ra vài sợi tóc, Ngài đưa cho 2 vị cư sĩ đó để mang về. Và bây giờ theo truyền thuyết, 2 người thương gia đó chính là 2 người dân thương buôn ở tại nước Miến Điện. Và tóc đó đã được mang về và được tôn thờ ở tại Miến Điện cho đến bây giờ. Đó là theo cái truyền thuyết như vậy. Nhưng mà thật sự thời Phật có 2 người cư sĩ đầu tiên của đệ tử Phật. Vậy thì khi Phật nhận đệ tử đó, 2 cư sĩ tại gia đầu tiên quy y nhị bảo tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó Phật rời Bồ Đề Đạo Tràng, Phật đi đến Lộc Uyển để mà Phật thuyết Pháp cho 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như đang tu ở đó, mà tu cái pháp môn khổ hạnh. Vì vậy sau khi nghe bài pháp rồi thì các vị xin được nương tựa Phật, và từ đó Tăng bảo được thành lập. Và đại chúng nhớ là khi Phật tử người ta hỏi mình, Phật bảo là Đức Phật, Pháp bảo là lời dạy của Phật, thế thì Tăng bảo có từ lúc nào? Thì Phật tử chúng ta nhớ Tăng bảo có tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật nhận 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như, bắt đầu Tam bảo có mặt, Phật, Pháp, Tăng đầy đủ. Và lúc đó các vị đi theo Phật tuần tự như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Và thưa đại chúng, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên lúc đó cũng đang là những bậc đạo sư của các cái giáo phái tu hành ở thời đó. Nhưng mà khi gặp Phật rồi thì các ngài thấy rằng sự hướng dẫn của Phật, những điều Phật dạy so với những gì các ngài đang dạy, các ngài không có bằng, chưa có rốt ráo, chưa có trọn vẹn, cho nên 2 ngài cũng xin theo làm đệ tử Phật. Nhưng mà bây giờ mình có một nhóm đệ tử ở nhà đây rồi làm sao giải quyết? Nhưng mà 2 ngài rất thành thật trở về nói với nhóm đệ tử rằng: xưa nay tôi làm thầy của quý vị, nhưng hôm nay chúng tôi đã tìm được một người thầy mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải nương tựa người thầy đó,
Thôi thì bây giờ tôi cho quý vị tự do, quý vị không cần phải theo tôi nữa, tại vì bây giờ chính bản thân tôi làm thầy quý vị, nhưng tôi vẫn thấy tôi vẫn rất cần một người thầy để tôi nương tựa. Tất cả các đệ tử của hai ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nghe xong: trời ơi, chúng tôi đang theo thầy mà thầy còn nhận cái ông kia làm thầy, thì thế thì ông thầy kia phải dữ dằn lắm, và chúng tôi không có lý do gì mà buông bỏ hết, thì tất cả đồng đi theo Phật. Rồi đến tiếp đó là ngài Ca Diếp thờ lửa. Và thưa đại chúng, trong một khoảng thời gian ngắn thôi, đệ tử Phật lên đến 1250 vị. Và đó là con số căn bản mà ngày nay quý vị thường đọc kinh, quý vị hay nghe trong kinh mở đầu bằng cái câu đó, đúng không? Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật cùng với 1250 vị đệ tử đó. Thật ra đệ tử rất là đông, nhưng mà lấy con số 1250 vị đó để làm cái tiêu biểu căn bản cho đệ tử của Phật. Lúc đó ông vua Tần Bà Sa La thấy rằng bây giờ đệ tử Phật đông quá rồi, bây giờ ở trong rừng không có tiện. Mà ngày thời đó là các thầy ngủ dưới gốc cây, cứ mỗi thầy kiếm một gốc cây, cây nào mà được thì quý thầy cứ tới ngủ. Mà chính sợ quý thầy ngủ mà còn bị gì cực quá, cho nên kiếm được gốc cây nào mà êm, chẳng hạn như miếng đất thì bằng phẳng, rồi có cái rễ cây nhô lên để mình chêm cái gối trên cái đầu mình lên đó mà nằm vậy thì hạnh phúc biết mấy. Phật còn sợ các thầy bị đắm nhiễm vậy, Phật nói các thầy không nên ngủ ở một nơi quá 3 đêm. Sau khi mà hơi thích chỗ đó rồi là phải đi chỗ khác. Thưa đại chúng, vua Tần Bà Sa La thấy các thầy ở như vậy, cho nên vua Tần Bà Sa La mới đề nghị với Phật là Đức Thế Tôn không nên không có một cái nơi chốn. Bởi vì bây giờ ngài ở một mình thì nó khác, nhưng mà khi ngài có đệ tử thì ngài phải có nơi chốn cho hẳn hòi, để thành lập một cái nơi để mà cho người ta nương tựa, người ta tu, và hơn nữa tránh những cái tình trạng là lạnh lẽo, bệnh tật, vân vân. Thì lúc đó Đức Phật nhận lời cho vua Tần Bà Sa La tạo cơ sở để cúng dường cho Phật. Mà lúc đó Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất nên đi tìm một nơi nào mà không có quá xa quần chúng, mà cũng không nên quá gần quần chúng. Vì nếu mà quá xa thì người ta đi không tới, còn nếu mà quá gần thì nó ồn náo. Và lúc đó đi vòng vòng thì tìm được một cái rừng trúc của vua Tần Bà Sa La và xin phát tâm. Vua Tần Bà Sa La xin phát tâm cúng cái mảnh đất đó để cho Đức Phật làm đạo tràng. Và đó là tu viện Trúc Lâm, là ngôi chùa đầu tiên thời của Phật. Pháp Hòa kể như vậy quý vị nghe kịp cái lịch sử thành lập chùa. Ngôi chùa đầu tiên thời Phật đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Và vì sao gọi là Trúc Lâm? Tại vì khi ngài Xá Lợi Phất chọn được cái chỗ đó thì ở đó có rất nhiều cây trúc, và Đức Phật đã đặt Tịnh Xá đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Ngày xưa không gọi là chùa, ngày xưa không gọi là tự, ngày xưa không có niệm Phật đường, không có tu viện, không có tự viện, không có gì hết, chỉ thuần túy một chữ thôi, đó là Tịnh Xá. Chữ Tịnh là gì? Chữ Tinh là sạch. Chữ Tinh là sạch. Chữ Xá là nhà, Tinh Xá là nhà sạch, mà tiếng Phạn gọi là Già Lam. Chữ Già Lam là tiếng Phạn, dịch nghĩa là nơi chốn thanh tịnh, trong sạch, hay là nói một cách khác là đất sạch. Mà đất sạch tức là đất của những người thanh tịnh tu hành ở. Rồi từ từ cái ý nghĩa Tinh Xá được lan ra, được lan ra. Và khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc thì Trung Quốc có một cái danh từ gọi cái nơi chốn để tập hợp là tự. Tự mà bây giờ chúng ta dịch cái chữ tự là chùa. Thế thì chùa là thuần túy tiếng Việt, còn tự là tiếng của
người Hoa. Thí dụ như mình, nếu mình nói theo tiếng Hán là Hồng Ân Tự, hay là bây giờ mình có Thiếu Lâm Tự, phải không? Thì những cái chữ tự đó, tự nghĩa là chùa. Vậy thì tự là lấy ý từ chữ Già Lam. Mà Già Lam là gì? Già Lam là nơi mà người ta tịnh tu. Và người Trung Hoa đã dịch chữ tự hay chữ Già Lam thành cái nghĩa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Viễn ly ác xứ có nghĩa là cái nơi đó giúp cho mình xa lìa cái chỗ đó. Cái chữ xứ là cái nơi chốn xa lìa cái xấu để mà gần cái thiện. Vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ, đó là nghĩa của chữ chùa. Mai mốt ai hỏi mình chùa nghĩa là gì thì mình nói là nơi xa cái ác, gần cái thiện. Sau này có nhiều cái chữ nữa, thí dụ như niệm Phật đường. Đúng ra chữ niệm Phật đường á, đường là cái nơi, một cái chốn vừa đủ để sinh hoạt mà dành riêng cho một vấn đề. Thí dụ như những ngôi chùa lớn, người ta có cái đất rộng, người ta xây một cái sảnh đường giống vậy đi ha. Thì bây giờ cái chỗ này để chuyên môn ai vô trong này là ngồi để niệm Phật, cho nên gọi là niệm Phật đường. Rồi xéo qua bên kia cũng có một cái chỗ rộng giống như vậy, nhưng mà dành riêng cho những người ngồi thiền, cho nên gọi là thiền đường. Rồi đối diện bên kia cũng có một cái to giống như vậy, nhưng mà để ăn cơm thì gọi là trai đường. Rồi sau này các chùa mới thành lập, cái nơi đó nó không có rộng lớn như một ngôi chùa, thôi mình khiêm cung mình gọi nhẹ là niệm Phật đường. Bây giờ quý vị thấy có nhiều khi người ta gọi niệm Phật đường, người ta gọi là chùa, người ta gọi là tự viện, người ta gọi là tịnh xá, người ta gọi là thiền viện, người ta gọi là tu viện. Tất cả những cái từ ngữ đó cũng chỉ nhằm một cái nơi, ý muốn nói rằng nơi đó là để dung nạp những người tu hành, học đạo, để báo đền ơn Phật, phổ độ chúng sanh. Bây giờ muốn người ta tới, người ta tu thì mình phải có chỗ. Mà có chỗ rồi, khi mà chưa có thì mình phải tạo chỗ. Mà khi tạo chỗ an ổn rồi thì mình phải lo tu. Cho nên chúng ta thường dùng cái từ là an cư lạc nghiệp. Muốn lạc nghiệp tức là sự nghiệp mình vui vẻ, lợi lạc, thì trước hết mình phải có cái chỗ để mình an cư, phải không? Cũng giống như quý vị, thật sự ra mình nghe Pháp mà mình ngồi một cái nơi thoải mái mà tốt thì mình nghe dễ hơn. Còn nếu mà chật quá cái mình ngồi khúm núm cái mình sao, cái đau nhất nó cũng chi phối cái nghe của mình. Có phải vậy không? Ngủ cũng vậy. Thí dụ như quý vị ngủ mà cái chỗ nó chật quá, hay quý vị nằm sát với một cái người kế bên quá, rồi cái tiếng hót của cái người kia, âm thanh họ bóng bẩy quá, mình cũng không ngủ được, thí dụ vậy. Cho nên ở một cái nơi mà chúng ta cần, khi mà chúng ta lập nghiệp, sự nghiệp của người tu á, là trên á, thì chúng ta xin cái giáo pháp của Phật, kế đến đó thì chúng ta truyền cái giáo pháp đó cho mọi người. Mà chúng ta thường dùng cái từ là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đó là lý tưởng của người tu. Trên thì cầu cái giáo pháp của Phật, dưới thì rộng độ cho mọi người. Vì vậy cho nên cái tâm nguyện của người tu, ngoài cái ý nghĩa là tạo dựng đạo tràng, thì chúng ta còn có giảng kinh thuyết pháp. Và cái ngôi chùa là cái nơi mà để tất cả chúng ta trở về, để chúng ta tu tập. Cho nên mình mới có cái câu á, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
Thì có nhiều người hiểu lầm cái câu đó là tu chùa là hạng bét, tu nhà là hạng nhất. Thưa không phải. Cái câu đó là để xác định lại bổn phận của người Phật tử có ba nơi chốn để tu. Bây giờ quý vị đang tu chùa, chút xíu nữa tan buổi nói chuyện này, quý vị ghé vô chợ, hay là ngày mai quý vị đi làm. Khi quý vị trở ra một cuộc sống bình thường, quý vị đi làm, thì đó là tu chợ. Đó là lúc chúng ta phải ứng dụng cái tu ở ngay hẳn làm, chỗ làm việc của mình. Rồi khi mình về nhà, mình vẫn ứng dụng mình là một Phật tử, mình sống như thế nào, tu tập như thế nào, để đúng cái nghĩa là mình là một Phật tử tại gia. Rồi cuối tuần xách giỏ về chùa, mình ứng dụng sống như thế nào để đúng nghĩa mình là một Phật tử. Vậy thưa đại chúng, cái câu đó không có nghĩa là chia ra tu chợ, tu chùa hay là tu thị, mà cái câu đó có nghĩa là chúng ta đều ứng dụng cái hạnh đức của một Phật tử ba nơi chốn đầy đủ. Hiểu được như vậy thì chúng ta không có còn nói anh đừng có đi chùa, anh tu, tu nhà tu hay hơn. Không phải vậy. Rồi cứ lấy câu đó ra, nói thấy không, cai dao ông bà mình còn nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Vậy thì nếu vậy thì vô chùa tu, hai chỗ kia khỏi tu sao? Phải không? Thành thử chỗ nào cũng tu hết. Một tuần lễ là mình tu chợ hết mấy ngày? Đủ 5 ngày, có nhiều người tu chợ 7 ngày luôn nữa. Đó, rồi sau khi mình tu chợ rồi thì mình phải về nhà. Mình làm sao mình sống, mình đối xử với người thân của mình cho nó trọn vẹn, cho nó đúng ý. Rồi mình vô chùa để làm gì? Để nạp lại cái năng lượng của một Phật tử, để mình đủ pin mình về mình tu chợ, tu nhà. Cho nên chùa là cái chỗ sạc pin. Khi nào mà mình buồn rầu, mình thường thường mà, cho nên là người ta hiểu lầm. Khi nằm phiền não mình tìm tới chùa, phiền não mình tìm tới chùa. Nhưng mà nhờ như vậy, nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có cái chỗ để chúng ta trưởng dưỡng cái tâm lành của mình. Cho nên chùa còn được gọi là cái nơi để trưởng dưỡng. Dưỡng là nuôi, trưởng là lớn, làm cho cái căn lành của mình mỗi ngày mỗi thêm lớn thì gọi là trưởng dưỡng. Thí dụ mỗi tuần, mỗi tháng quý vị tụng thập thời sám hối, sau đó rồi quý vị ôn tụng lại những cái giới mà quý vị thọ, đều là những cái sự trưởng dưỡng hết. Mỗi ngôi chùa thì lại có một cái tên. Ví dụ như ngôi chùa mới thành lập ở trong cái thành phố Melbourne này, và có thể nói là cái ngôi chùa này là xanh sao đẻ muộn nhất trong cái năm này, là cái chùa được đặt là Hồng Ân. Chữ Hồng là gì? Hồng nghĩa là lớn, chữ Ân nghĩa là ân huệ. Vậy thì Hồng Ân nghĩa là mình mang nặng những cái ân lớn trong cuộc đời của mình. Trước hết là đối với chúng ta mang ơn ai? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, những người dạy cho mình biết chữ. Người mình mang ơn đầu tiên là cha mẹ, ông bà của mình. Kế đến là ơn những người người ta dạy cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo. Mà đối với Phật tử thì ơn Tam Bảo, tức là ơn Phật Pháp Tăng, mà nói gần nhất là ơn Phật. Tại sao mà chúng ta mang ơn Phật? Bởi vì Phật là một người có tất cả mà dám bỏ hết tất cả, để mà Phật thành tựu được, mà ở mang ra một con đường chỉ dẫn lại cho mình. Thật sự ra nhiều khi quý Phật tử nói, trời ơi, con bây giờ con hết khổ được, con nhờ Thầy. Giờ thật sự Pháp Hòa nghe vậy thôi, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa nói không, chúng ta đang nhờ ơn Phật. Tại vì Pháp Hòa cũng nhờ ơn Phật dạy, học cái điều Phật dạy, tu sửa được mình rồi chia sẻ với người khác. Cho nên ngày nay mà quý vị có hết buồn, hết khổ đó, phần lớn là nhờ ơn Phật. Mà cái ơn đó, cái ơn mà làm cho mình hết khổ đó,
chữ nghĩa nói không hết, chữ nghĩa nói không hết, giấy trắng mực đen viết không cùng. Cho nên mình gọi cái chữ đó là hồng. Chữ hồng nghĩa là lớn. Cũng giống như quý vị đi 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 chùa, thấy cái chuông to thiệt to treo trong chùa, quý vị gọi là hồng chung. Chữ chung là chuông, chữ hồng là lớn. Mà cái chữ hồng nó còn lớn hơn chữ đại nữa. Chữ hồng lớn hơn chữ đại nữa. Đại không bằng hồng. Cho nên ta gọi là, thí dụ như danh hiệu của Phật thì chúng ta gọi là hồng danh. Quý vị có nghe chữ đó không? Thí dụ mình nghe danh hiệu của Phật, mình nói xin đại chúng cùng chắp tay niệm hồng danh của Phật. Hồng danh là gì? Tức là cái danh hiệu này của một vị Phật, của một vị Bồ Tát rất lớn. Tại sao lớn? Bởi vì mỗi danh hiệu chứa mang đầy đủ chân thiện mỹ, từ bi trí tuệ trong đó. Ví dụ như hồi nãy đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền. Chữ phổ là cùng khắp rộng rãi, phải không? Chữ hiền là một người ứng dụng, một người sử dụng cái hạnh nguyện của mình cùng khắp rộng rãi, không phân biệt, thì gọi là đại hạnh phổ hiền. Đại hạnh tức là cái hạnh, cái hạnh tức là hành động. Mà hành động này từ đâu? Từ tâm mà lưu xuất. Cho nên các vị mà người ta do tu, do thiện mà người ta được hồng danh. Còn bây giờ mình á, do cái tật mà bị chết danh. Ví dụ mình có cái tật là hay uống rượu, chiều nào về mình cũng xỉn hết, cái sau này mình chết danh luôn. Nói tới tên mình, thí dụ ta nói à, mình tên ba, ta gặp mình ô ba xỉn. Ví dụ như vậy đó. Ví dụ như rồi mình đi đâu mình cũng quậy sùm, cái ta kêu năm quậy. Chúng sanh mình do những cái tập nghiệp mà chết danh. Còn chư Phật, chư Bồ Tát hay những bậc tu hành do tu mà được hồng danh. Cho nên khi mình nói niệm hồng danh của Phật, bởi vì mỗi Đức Phật có một cái tên, mỗi một vị Phật có một tên, và mỗi một tên là chứa đựng những cái pháp lành trong đó. Cũng giống như quý vị đi quy y, quý vị có cái pháp danh vậy đó. Pháp danh là gì? Chữ pháp này là Phật pháp, hay là chữ pháp này là Phật pháp, chữ danh này là cái tên, tên trong Phật pháp. Mà mỗi một cái pháp, mỗi một cái danh là một pháp, thì hãy ứng dụng cái pháp đó mà tu để đúng cái danh của mình, chứ là pháp danh. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có cái pháp danh là Hải Nhật. Chữ hải là biển, chữ nhật là mặt trời. Mà mặt trời là tượng trưng cho trí tuệ, biển là tượng trưng cho rộng lớn. Vậy thì pháp danh Hải Nhật là hải sống với cái trí tuệ rộng lớn như biển của mình, mà đừng sống với cái trí tuệ nhỏ bé chấp trước của mình. Pháp danh Hải Nhật, thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ bây giờ mình có pháp danh là Diệu Nhàn. Chữ nhàn là rảnh rỗi, an nhàn. Mà rảnh rỗi đây không phải là nói tới chùa cái ngồi không đợi người ta nấu ăn, hỏi sao vậy? Tại tôi tin Diệu Nhàn. Diệu Nhàn thầy cũng biểu tôi đừng làm gì hết, cứ ngồi ăn thôi. Không phải. Diệu Nhàn là làm tất cả mà tâm không dính gì hết, làm tất cả mà tâm không có bị ràng buộc cái gì hết, không có nghĩ mình là người làm, không có nghĩ là người kia là cái người thọ ơn của mình. Mình làm cái việc đó cho người đó, cho tâm mình lúc nào cũng rảnh rang, an nhàn, không có bận lòng suy nghĩ tính toán người đó thọ ơn tôi, người nọ phải nhớ ơn tôi. Làm tất cả mà không dính mắc mới thật là diệu nhàn. Vì diệu là vi diệu, miracle. Thấy không? Chữ nhàn là rảnh rỗi, mà rảnh tâm tâm. Chữ nhàn này là nói ở cái chỗ tâm, chứ không phải là cái chuyện thí dụ như nói cha làm gì ngồi đây nhàn nhã quá vậy. Tại thấy người đó ngồi đông đưa trên võng, rồi cầm quạt đồ quạt vậy đó. Cái đó là tướng nhàn thôi, nhưng mà biết đâu chừng ta nằm võng mà ta đang suy nghĩ sao. Cho nên nhiều khi tướng nhàn mà tâm chưa nhàn. Còn cái mà Đức Phật muốn nói hay là pháp danh của mình là diệu nhàn, có nghĩa là hãy sống với cái sự nhàn nhã
Mầu nhiệm. Mà cái mầu nhiệm là ở cái chỗ mình ứng dụng được Phật Pháp. Vậy thì thưa đại chúng, tất cả những cái pháp danh của mình, không có cái pháp danh nào xấu hết á. Pháp danh nào cũng đẹp, mà tại vì nhiều khi mình chưa thấu được cái nghĩa đó, cho nên mình nói mình muốn đổi pháp danh. Hay là mình muốn, như Pháp Hòa nhớ có một thí dụ, bây giờ có những Phật tử pháp danh là chữ không. Thí dụ như có những Phật tử pháp danh là không tâm, không tánh, không trí, không luân, không hà, không độ gì đó. Nói trời ơi, bởi vì cuộc đời tôi đụng đâu với hết đó, làm đâu hết đó, vì tôi tin không mà. Thì thưa đại chúng, cái chữ không này á, nó khác chứ cái chữ không của thế gian chúng ta thường nghĩ, đó là không có gì hết. Mà cái chữ không ở đây muốn nói là do tu cái trí tuệ dữ lắm đó, mình mới đạt được cái chữ không là gì? Không có thật. Mình phải không trí là gì? Không có nghĩa là người này không có trí tuệ. Nghĩa là người này có một cái trí tuệ quán chiếu để thấy tất cả các pháp chỉ là do duyên hợp, không có thật. Đã là duyên hợp thì làm gì có thật? Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn trên bàn thờ ở đây, quý vị gọi là bàn thờ, có phải là do duyên không? Có một cái bàn cao cao, trải tấm vải lên, để tượng Phật lên đó, hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái lư hương kêu cái bàn thờ. Vậy là mình gọi là bàn thờ. Vậy bây giờ mình dẹp ra hết, rồi mình để cái khác lên cho nó hết thành bàn thờ. Vậy thì tại có dĩa trái cây, có bình hoa, có những cái chúng ta định nghĩa là bàn thờ, ráp vô thì chúng ta gọi là bàn thờ. Vậy thì bàn thờ là do duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì giả có, lát hết sẽ dẹp. Vậy bây giờ mình nhìn cái thân mình á, phải có cái trí tuệ quán về không. Quán trừ không là không sao, thân này cũng không, nhưng mà không phải không có gì hết. Thân này là không có thật. Quý vị tin không thật không? Thật. Là tại sao? Nếu nó là thật thì nó đâu có thay đổi. Năm ngoái mình cũng không đến nỗi nhăn lắm, năm nay mình nhăn hơi nhiều. Năm ngoái mình chải tóc nó có rụng dữ vậy nè, không biết mình xài đúng shampoo không. Đổi shampoo đều đều mà tóc vẫn rụng. Đổi shampoo đều đều mà tóc vẫn rụng ha râm. Rồi mình thay đổi kem, kem nào ra quảng cáo mình cũng thay đổi hết mà nó vẫn nhăn. Vậy thì cái thân mà chúng ta có đây, nó có chứ không phải là nó không. Nhưng mà cái không ở đây mà nhà Phật muốn nói là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Mà chính nó không thật có, cho nên hôm nào nó có thì mình xài theo có, mà nó không thì mình nhận nó là không. Cho nên là tình, tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Hiểu vậy cho nên là dịu nhàng. Mà hiểu được vậy gọi là người có cái trí tuệ quán không, gọi là không trí. Không trí cũng được hay là trí không cũng được. Vậy thì thưa quý vị, mình quy y Tam Bảo không phải để mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y để trở thành một người nhận được cái pháp Phật, để chúng ta ứng dụng chuyển khổ thành vui, chuyển hóa con người mình từ xấu trở nên tốt, hay là từ cái dở trở nên hay. Cho nên rồi mình mới quy y Phật, mình nhận Phật làm thầy, để xin cái lời dạy của Phật là pháp. Rồi khi Phật pháp mà thấm mình rồi thì mình có khả năng mình sống chan hòa với tất cả mọi người, là mình sống được với bản chất của tăng. Bởi vì tăng nghĩa là hòa hợp, tăng nghĩa là thanh tịnh, là hòa hợp. Mình đi đến đâu mình cũng có thể ứng dụng hòa hợp được hết, tại vì mình có pháp ở trong người mình. Mình có cái pháp ở trong người mình rồi, cho nên đối với người không dễ thương thì mình cũng thương được, tại vì mình biết người này không dễ thương, mà mình không thương thì không ai thương hết, cho nên thôi mình thương.
Rồi đối với cái người mà khó chịu thì mình chịu khó. Đối với cái người mà người ta luôn luôn làm khó mình thì mình chịu khó. Tức là mình khi mà mình có pháp ở trong mình rồi đó, thì mình ứng dụng cái pháp của mình linh động. Mà sống được với cái pháp đó, nhà Phật gọi là pháp thân. Nhà Phật gọi là pháp thân. Cái thân này tuy mang cái hình tướng của tứ đại, của đất, nước, gió, lửa, của cát bụi, cho nên mình mới hát: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Và tôi vẫn biết rằng để một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà cái câu này mới hay nè: ôi cát bụi tuyệt vời, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Một cái nhịp thôi, cát bụi thật tuyệt vời. Tại vì tôi biết cát bụi làm nên tôi, rồi tôi về cát bụi. Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết sử dụng cát bụi, biết sử dụng cái thân cát bụi này để mai mốt nó trở về cát bụi. Thì nó làm sao? Nó là cát bụi tuyệt vời. Có những thân cát bụi nhưng mà trở về cát bụi thì rất bình thường, có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cũng có những cái thân cát bụi mà trở về cát bụi, mà cát bụi này được người ta nhắc hoài, nói mãi. Vậy thì cát bụi đó có tuyệt vời không? Ôi cát bụi tuyệt vời. Nhờ đâu mà người đó ứng dụng được với cát bụi tuyệt vời? Nhờ có quy y Phật, nhờ có quy y Pháp, và nhờ sống được với thanh tịnh của Tăng. Cho nên sợ gì không quy y? Quy y để mình sống được với lời Phật. Và khi mình sống được với lời Phật là mình sống với pháp thân. Và khi mình có pháp thân này rồi đó, mình sẽ ứng dụng được cái thân tứ đại này linh động mọi nơi mọi chốn mà không có gì trở ngại. Lúc đó gọi là đa dụng thân. Tất cả chúng ta ngồi đây, người nào cũng có khả năng làm nhiều việc lắm. Có khi quý vị quét nhà, có khi quý vị rửa chén, có khi quý vị nấu ăn, có khi quý vị làm đủ thứ. Có phải là cái thân này là thân đa dụng không? Mình đang mang cái thân tứ đại nhưng mà đa dụng lắm. Cho nên Phật gọi cái thân này, gọi cái thân mà chúng ta biết ứng xử trong mọi hoàn cảnh, gọi là đa dụng thân. Còn cái thân mà chúng ta đang thọ nhận đây, lùn cao mập ốm, đó là báo thân. Đó là cái thân cát bụi. Nhưng mà chúng ta có trí, cho nên chúng ta có pháp thân, cho nên chúng ta dụng được cái thân này linh động. Đức Phật dạy trong kinh đó, mặt trời á, có 5 cái điều hay ở mặt trời. Thì người đệ tử Phật cũng ứng dụng và sử dụng được 5 điều ở nơi mặt trời. Thưa đại chúng, là mình, cuộc sống của mình có cần mặt trời không? Cần chứ. Tại vì mặt mình lâu lâu phải ra nắng để nó có vitamin D. Rồi mình mà không có mặt trời á, là không có rau cỏ, không có sự sống. Cho nên mặt trời rất cần cho cuộc sống. Và mặt trời làm cho mình có sức khỏe. Mặt trời giúp cho mình giảm cân, giảm mỡ. Mặt trời giúp cho mình sống lành mạnh, khỏe mạnh. Và Đức Phật dạy trong kinh đó, cái điều thứ nhất của mặt trời đó, là làm cho khô, thiêu đốt cả mọi vật. Thí dụ cái áo mình mới giặt nó ướt, mang ra mình phơi hồi nó khô. Mặt trời có khả năng làm cho mọi thứ nó khô, và nó cũng có khả năng làm cháy. Ví dụ như nhiều khi nóng quá cháy rừng. Người tu của mình cũng phải làm cho khô cái nước ái dục, làm cho tiêu cháy tất cả những phiền não. Sao gọi là phiền não? Chữ phiền não mà tiếng Hán người ta viết
Cái gì mà nó làm cho mình tâm mình bị loạn, cái đầu mình nó rần rần, đều có là phiền não hết. Bây giờ trong hai chữ đó có những cái bộ, theo tiếng Hán ta viết có những cái bộ như là bộ hỏa, nó làm cho cái bực bội. Mà khi mà cái người bực bội thì người ta mất cái gì? Mất cái bình tĩnh. Người bực bội là mất bình tĩnh, điều đó đúng thôi. Hay là cái người mà người ta dễ dàng câu có thì dễ dàng bị rơi vào những cái bẫy của những người người ta muốn hãm hại mình. Cho nên á, cái công năng đầu tiên của mặt trời là làm cho khô vật cháy, và cháy các cái vật gì mà nó có thể cháy được. Thì người tu của chúng ta phải học giống như mặt trời, làm cho chúng ta khô ráo cái nước dục, nước ái dục, và thiêu rụi cái phiền não. Thưa đại chúng, thế nào gọi là ái dục? Chữ dục có nghĩa là muốn. Tất cả chúng ta ai còn sống trong cõi đời này thì chúng ta còn muốn hết á. Ai mà không muốn đâu, không có người nào mà sống ngoài chữ muốn hết á. Muốn nhà, muốn cửa, muốn chồng, muốn con, muốn vợ, muốn tiền, muốn tình, muốn đủ thứ hết. Thậm chí cũng muốn tu nữa, khổ quá muốn tu luôn. Rồi giờ muốn đã hết thế gian này rồi, bây giờ không còn gì muốn, cái tôi muốn làm cỏ cây, tôi muốn làm cát đá, muốn đủ thứ hết. Không có sao. Nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ để chúng ta muốn cái gì mà đúng với cái nhu cầu của mình thì mình khổ. Cái then chốt chỗ đó, cái then chốt ở cái chỗ là mình muốn, nhưng mà hãy muốn trong cái khả năng và cái nhu cầu, chứ đừng có muốn ngoài khả năng và ngoài. Nếu mà không thì chúng ta bị cái gọi là tham cầu. Mà khi mà thường thường muốn mà được á, thì cái gì tiếp tục nó sanh? Cái ái luyến nó sanh. Cho nên chữ ái đó, chữ ái là yêu. Chữ ái nghĩa là yêu. Giống như người Hoa ta hay nói ngọ ái nị á, ngọ ái nị, nị ái ngọ đó. Thì chữ ái là yêu. Mà yêu á, tức là có dính mắc người mình yêu. Mình là người yêu, cho nên không muốn ai đụng vô người yêu đó. Thí dụ cái cô đó chưa là bạn gái của mình, mình bình thường. Mà nếu cô đó là bạn gái của mình rồi đó, bắt đầu mình để ý nha. Cô nói chuyện với người khác mình cũng dòm ngó. Nói chung là cô làm gì đối với ai mà khác phái thì mình đều có cái sự phiền não ở trong đó. Cho ngày xưa nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ ghen á: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ghen khủng khiếp vậy. Tại vì sao? Tại vì có cái ái trong đó. Cho nên nhà Phật không dùng chữ ái đối với Phật Bồ Tát, mà nhà Phật đối với Phật Bồ Tát là từ bi. Tại vì từ bi nghĩa là thương bình đẳng chứ không có phân biệt. Còn cái chữ ái là có phân biệt. Thí dụ như mình ái quốc. Ái quốc tức là thương nước của mình. Thấy không? Ái hữu tức là mình thương những người bạn đồng hương của mình thôi. Cho nên cái gì mà cùng đồng hương, đồng chí, đồng hành mình yêu nhiều hơn. Thậm chí mình đang làm một cái việc gọi là service cho những người mà đến ăn buffet, theo nguyên tắc là mỗi người một cuốn chả giò. Đang cho vậy cái tự nhiên ngước lên gặp người bạn mình gấp hai cuốn. Đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà như thế thôi thì nó đủ định nghĩa là chúng ta có ái trong đó. Gặp người nào thân là cái bình đẳng mình nó chênh lệch liền.
Cho nên cái chữ ái dục là gì? Ái dục tức là cái dục được rồi sau đó chúng ta lại đắm chìm nó. Ở đây quý vị có tụng phẩm Phổ Môn Quan Âm không? Trong phẩm Phổ Môn nói rằng á, người nào đang đi thuyền, đi ghe trên nước, trên biển, rồi bị rớt thuyền, rớt ghe, đắm chìm trong nước, niệm Đức Quan Âm thì liền tấp vô chỗ cạn, phải không? Phẩm Phổ Môn nói vậy phải không? Thì thưa đại chúng, cái chữ nước ở trong đó nói đó, ở trong phẩm Phổ Môn mà nói là mình bị rớt xuống nước mà niệm Quan Âm đó, thì cái chữ nước đó là tượng trưng cho ái dục. Còn nói là người nào mà bị rơi xuống cái hầm lửa rồi niệm Quan Âm, cái là hầm lửa biến thành ao sen đó, hầm lửa đó là tượng trưng cho phiền não giận dữ đó. Khi nào mình rơi vào cái tình trạng đang giận tức ai đó thì đừng có nói, tại vì mình nói thì nó không thành Quan Âm mà nó thành Quan Công. Cho nên trong khi mình giận tức thì không có nói, mà mình hãy niệm Phật, niệm Quan Âm. Tại vì niệm Quan Âm, Quan Âm không có giận. Mặc dù mình đang nghiến răng mình niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, nhưng mà Quan Âm không có giận. Nhưng mà nếu mình nghiến răng mình nói mày có chữ tấn hay mày, là người kia giận á. Cho nên cũng cái nghiến răng mà niệm Bồ Tát thì Bồ Tát không nói gì hết trơn á. Còn nếu mình nghiến răng mình niệm người khác á, mình nói tới người khác là có chuyện lớn. Thì vậy cho nên á, cái đầu tiên là mình làm cho cái khô cái nước ái dục, đốt cái phiền não. Tất cả chúng ta ai cũng có phiền não hết á. Tại vì phiền là buồn, não là rầu. Quý vị có buồn rầu không? Có, Phá Hòa cũng buồn rầu lắm. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có buồn rầu. Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Tu để chúng ta nạp cái năng lượng của trí tuệ mặt trời, để chúng ta soi rọi biết khi nào chúng ta đắm chìm thái quá. Khi nào mà không thấy người đó, mình đi vô đi ra, mình khó chịu, mình bồn chồn là biết rồi đó. Ái của mình bắt đầu nó tăng độ rồi đó. Rồi khi mà mình hẹn với người đó mà người đó chưa tới là bắt đầu mình bực bội rồi đó, là mình biết là phiền não mình nó tăng độ rồi đó. Rồi nếu như người ta hẹn với mình mà không tới được á, thì thay vì mình giận á, thì mình đem bài thơ mình đọc: anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Và tôi nhớ có một bài thơ đó, cho nên thôi tôi không có buồn anh nữa. Thì đó, công năng đầu tiên của mặt trời là làm khô mọi vật và làm cháy những cái gì nó có thể cháy. Thì người đệ tử Phật hãy học cái cách của mặt trời là làm khô cái nước dục, làm cháy cái phiền não, thiêu rụi phiền não. Cho nên hồi xưa người ta có cái câu á: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có thể cháy rụi cả rừng công đức. Mình công quả từ sáng tới chiều, tự nhiên buổi chiều lại mình nổi cơn phiền não lên một cái diện gì đó, mình nói những cái lời không dễ thương, thì từ sáng giờ công phu của mình tu nó rụi hết rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ về đại chúng để ý nè. Mình set up một cái kho như thế này á, phải mất mấy tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Nhưng mà một ngày mai đây, hình như ngày mai mình còn ở đây phải không? Ngày mai còn trở lại đây. Chiều ngày mai là mình không còn sinh hoạt ở đây nữa, chỉ cần 1 giờ đồng hồ thôi là chỗ này sạch sẽ. Cái gì muốn xây dựng rất khó, còn muốn đập đổ rất dễ. Muốn xây một cái nhà dễ lắm, khó lắm. Nhưng mà muốn đập nó, muốn cào nó sập xuống dễ lắm. Vừa rồi ở bên Mỹ có một ngôi chùa xây dựng 500,000 rồi, mà vì không có làm đúng cái điều kiện mà city ở đó họ bắt buộc á, cho nên quý vị biết cuối cùng một buổi sáng city mướn xe tới cào sạch ngôi chùa ở tại California. Chỉ một buổi sáng thôi, ngôi chùa sập xuống hết, là miếng đất trở thành một miếng đất bình thường. Mà ngôi chùa đó đã xây
mấy năm trời, mình đổ cả 500 ngàn vô để xây một ngôi chùa đó, nhưng mà vì không có đủ tiền để làm và không đáp ứng được cái điều kiện của city, của thành phố, họ bắt buộc cuối cùng ngôi chùa bị cào sập hết. Cho quý vị thấy là mình nhìn những cái hình ảnh đó rồi mình thấy. Pháp Hòa mới vừa đọc cái bản tin hồi sáng đây, một vị thượng tọa của Phật giáo Việt Nam chúng ta, Ngài đang ở trong nhà vào buổi chiều của ngày 30 tháng 10 thì tự nhiên có một cái tiếng nổ rất lớn, là bị vì nổ cái bình ga ở trong nhà đó, và thượng tọa đã qua đời. Đó là cái tin buồn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ở tại hải ngoại. Thì hằng ngày chúng ta nghe những cái đó, nghe để làm gì? Đâu phải mình muốn nghe, nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thì những cái đó nó là cái tiếng chuông, nó nhắc nhở chúng ta cái gì mình bỏ qua được nên bỏ qua đi. Chuyện qua rồi đừng nhắc. Hiện tại đang phiền muộn với nhau, tìm cách giải quyết. Còn nếu mà đã giải quyết xong, dù nó tốt, nó xấu, nó như thế nào, nhưng nó đã qua rồi thì chúng ta hãy hoan hỷ để cho nó qua. Bởi vì cuộc sống chúng ta rất mong manh. Thượng tọa rất là giỏi, thượng tọa học giỏi lắm, mà bây giờ thượng tọa đi rồi. Cái ngày 4 tháng 7 vừa rồi đó, hòa giảng ở tại California, ở chùa Phật Tổ, cái đề tài là niệm chết. Thì cũng cái ngày đó là cái ngày July 4, tức là cái ngày lễ của Mỹ. Có một em trẻ người Mỹ, nó chơi, nó lấy một cái viên pháo, nó để trên đầu nó đốt. Và nó nghĩ rằng khi châm cái tiếng pháo trên đầu nó rồi thì nó lấy cái viên pháo đó xuống kịp. Nhưng mà không ngờ nó lấy chậm quá, cho nên viên pháo nổ, nó chết tại chỗ. Quý vị thấy có những cái chơi, nhưng mà chơi để rồi chết, cho nên chơi chết là chết chơi, nó sát bên. Mà cái đó gọi là chết chắc. Còn mình bây giờ á, mình bây giờ mình sống mà lạng quạng là chắc chết á. Rồi con người chúng ta là bảo đảm là thế nào cũng chắc chết à. Mà chết là một điều rất thật, cho nên kêu chết chắc. Vậy thì mình học Phật để mình dung nạp cái ánh sáng trí tuệ, để chúng ta soi rọi đời sống hàng ngày. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói hai chữ Quang Minh ở tại chùa Quang Minh. Ý nghĩa của hai chữ Quang Minh. Hôm nay mình nói về ánh sáng của mặt trời. Cho quý vị đọc trong kinh rồi quý vị thương Phật lắm. Cái gì Phật cũng có thể nói pháp được hết á. Mà chính cái mà đúng gặp việc Phật nói pháp, cái đó gọi là hiện khởi quang. Chuyện gì Phật nói pháp cũng được. Hồi nãy trên đường đi, em Phật tử chở Pháp Hòa, thì trên đường đi hai huynh đệ ngồi nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói á, cuộc đời không biết, trong khi nói chuyện thì có dính tới hai chữ vô thường. Thì có những cái lúc mà người ta nói trời ơi, tại sao cái thằng đó nó tốt như vậy mà trở nên bây giờ nó lại xấu. Thì Pháp Hòa nói là cũng vậy thôi, có những người người ta thiệt xấu mà tại sao giờ người ta lại tốt. Mình chấp nhận được cái chuyện gọi là người thiệt xấu mà giờ tốt, mình ok, thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần trên thế gian này cũng có những người, người ta thật tốt mà giờ ta trở nên thật xấu, bởi vì vô thường. Vô thường là biến đổi. Đó, có người mà ta thật tốt cũng có thể ta trở thành thật xấu. Vì sao? Có thể là người ta gặp ở trên cuộc đời, người ta gặp một cái gì đó nó sốc quá. Hồi xưa người ta rất là tốt, nhưng mà tại người ta gặp một cái hình ảnh, một con người nào đó làm cho người ta thất vọng, ta sốc quá, người ta không còn tin tưởng ai được nữa trên thế gian này, thì người ta trở thành ra sao.
Nhưng mà ngược lại cái anh chàng kia ảnh quá xấu, nhưng mà trong cuộc đời ảnh gặp phải một cái vấn đề đã nâng đỡ, đã giúp đỡ cho ảnh sáng suốt tỉnh mộng. Ảnh thấy rằng cuộc đời này đâu phải ai cũng xấu như mình nghĩ, cho nên ảnh liền trở thành người tốt. Cho nên mình có được cái trí tuệ đó, nhà Phật gọi là Diệm Vương Quang. Chữ Diệm là rực rỡ, ánh sáng rực rỡ. Cho nên quý vị lễ 12 danh hiệu của Đức Phật A-di-đà đó: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Có không? Có nhớ câu đó không? Thì chữ Diệm là ánh sáng rực rỡ. Diệm Vương Quang là ánh sáng như nó rực rỡ, ánh sáng của mà vua của tất cả ánh sáng. Thì đó là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng mà tự tâm mình soi gọi là trí tuệ quang. Mà ánh sáng trí tuệ nó còn siêu, nó còn hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, cho gọi là siêu nhật nguyệt quang. Ai tụng Di Đà xong rồi là lễ 12 lễ của Đức Di Đà, trong đó có một câu là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Thì tất cả những ánh sáng đó là nói lên cái gì? Ánh sáng của trí tuệ. Mà do đâu mà chúng ta có ánh sáng trí tuệ? Do chúng ta có tu. Chúng ta có quán chiếu về cuộc đời. Thí dụ như giờ mình sống mà không ai thương mình hết, đừng có hận đời. Đừng có không cần phải khắc trên tay là hận đời đen bạc, bên này hận kẻ bạc tình. Nhưng mà mình hãy quán lại cái cách sống của mình. Hồi đó Việt Nam có một cái hiệu thuốc tên là hiệu thuốc Cấp Tăng. Không biết quý vị có nhớ hiệu thuốc đâu, Captain. Rồi giờ người ta mới đọc chữ Captain là con anh phá sản tại anh ngu. Cái gì cũng do mình à, nhất tả do tâm tạo mà. C-A-P-T-A-N Captain là đọc là con anh phá sản tại anh ngu. Nhưng mà cũng có lý, là tại vì mình chưa có biết hướng dẫn con mình. Thí dụ vậy. Đó là cái ánh sáng đầu tiên, cái dụng đầu tiên của mặt trời là khô nước ấy, khô làm khô tất cả và cháy. Thì ở đây mình cũng làm cho khô cái nước ấy dụng. Quý vị nhìn cái hoa này, quý vị thích không? Thích, có thích là có dính nha. Nhưng mà nếu như một lát nữa cái bình hoa này mình cấm, mà ví dụ có một người nào đó người ta rất là thích, và thậm chí người ta có việc người ta cần nó, mà nếu mình tặng cho người ta mình không có gì khổ hết trơn á, thì đây là mình có mà không dính. Chơi cuộc đời của mình á, ai cũng phải có hết trơn á, không có chịu đâu có nói. Mình có sâu chuỗi đẹp, mình thích. Nhưng mà lỡ hôm nào, tại vì cũng cái thích đẹp đó là phải, mà có đẹp thì phải khoe. Mà ham khoe thì có ngày nó sẽ mất. Mà có mất thì đừng trách ai hết, phải trách mình là tại ham khoe. Vậy thôi. Chờ quý vị coi phim Tây Du Ký chưa? Ai mà coi phim Tây Du Ký là tới cái đoạn mà gia thầy trò đường Huyền, ngày Huyền Trà, Huyền Tăng mà đến cái chùa Quan Âm của trưởng lão Kim trưởng lão đó. Rồi Thánh Tăng từ đâu tới? Nói tôi từ Đại Đường tới. Nói trời ơi, Đại Đường là một nước giàu có, mà Thánh Tăng đi như vậy chắc hẳn là có đem nhiều của báo theo lắm, không biết có thể cho lão Tăng xem được không? Ngài Huyền Trang, ngài rất là khiêm tốn. Ngài nói dạ không, tôi chẳng có gì quý để mà khoe đó. Tôn Ngộ Không lanh lắm, nhảy lên liền: sư phụ nói dốc. Sư phụ có cái y đẹp mà sao sư phụ cũng khoe? Ông kia nghe được, bắt buộc phải khoe cái y, mà chính đem cái y ra khoe, cho nên lại làm cho cái tâm của ông trưởng lão Kim đó lại sanh tâm tham cái y đó. Bởi vì lúc mà nói rằng á, sư phụ tôi từ Đại Đường tới đây có mang một tấm y rất quý. Ông già cười: tưởng gì y hả, bần tăng có cả tủ kìa. Ông mở nguyên cái tủ y ông ra cho xem. Cuối cùng
Những cái y của ông trời ơi nó đẹp, nhưng mà thiệt sự không có cái nào đẹp bằng cái tấm y của ngài Huyền Trang. Thì ông mới nói trời ơi lão tăng mê y lắm, thấy vải nào tốt lão tăng cũng mai y đắp hết. Mà rốt cuộc lão tăng không có cái y nào mà đẹp như là tấm y của ngài Đường Tăng. Có thể cho lão y mượn một đêm được không? Rồi ông mượn cái tấm y, ông trải lên cái ghế, rồi ông đi tới đi lui, ông vuốt nó, rồi cuối cùng ông nằm, ông tưởng tượng, ông khoác cái y đó lên, ông bước lên pháp tòa, người ta trầm trồ, người ta nói trời ơi hòa thượng có y đẹp quá. Rồi cuối cùng phải kết giao với lại những bọn cướp để làm sao âm mưu cướp cái tấm y đó. Rồi cuối cùng cướp không được, bị Tôn Ngộ Không bay lên trên trời mượn cái lồng chảo úp cái nhà của ngài Huyền Trang lại. Bởi vì ổng tối đêm đó ổng mướn người ta tới đốt cái thất của ngài Huyền Trang ngủ, hầu thiêu sống thầy trò Huyền Trang để chiếm hữu cái tấm y đó. Thì cái câu chuyện đó nó nói rất thật cho cuộc sống của mình. Rồi cuối cùng á, Tôn Ngộ Không biết được âm mưu đó, cho nên lên trời mượn cái lồng chảo chụp cái nhà của thầy trò lại, cho nên lửa nó phát, nó cháy, nó không có cháy cái phòng của thầy Đường Huyền Tăng ở, mà nó cháy hết cái chùa. Tới hồi ông ra, ông nói trời ơi cái chùa tôi cháy hết rồi. Ông tức cái mình, ông đi tới lui, cột nó đè, cái cột lửa nó đè cái bó, ông chết tại chỗ luôn. Thưa đại chúng, Tây Du Ký là chuyện giả đó, không có thiệt đâu. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu do người ta viết lại, dựng lên những nhân vật ở trong đó hầu chuyển tải giáo lý, đạo lý sống cho chúng ta. Bởi vì tham là một ngọn lửa, mà ngọn lửa đó mình muốn đốt người khác, nhưng mà rốt cuộc nó không đốt ai hết á. Nó chính trở lại, nó đốt nhà, đốt cửa, đốt chính bản thân mình. Những người mà người ta đi casino á, đem vô 100 mà ăn 500 mà đứng dậy đi về đâu có chuyện. Đem vô 100 mà ăn 500 nghĩ là bữa nay mình hên, chắc Phật độ. À rồi thì ở lại chơi tiếp, mà chơi xong rồi thua hết 500 đó, rồi giờ mất luôn cái vốn, cái bắt đầu muốn ở lại gỡ. Mà chính cái gỡ đó, không phải gỡ cái đó mà gỡ luôn cả nhà băng, gỡ nhà, gỡ cửa, gỡ hết cái hạnh phúc của mình. Quý vị thấy cái đó. Cái công năng thứ hai của mặt trời là trừ diệt những chỗ tối tâm. Người tu của ta cũng phải trừ những cái tối tâm, hận thù, đen tối, tà kiến, trược hạnh trong mình. Mỗi người chúng ta ai cũng có những lúc tối tâm hết. Có nhiều khi mình tự nói tôi sáng suốt lắm à. Con ruồi bay qua tôi biết đực biết cái. Mình nói để chứng minh là mình là người biết rõ tất cả, phải không? Nhưng mà xin thưa trong đời của mình á, mình đã từng lầm lỗi chưa? Có chứ, mình đã từng vấp phải, có chứ. Mà cái gì mà làm cho chúng ta gọi là dễ gây những cái lầm lỗi nhất? Khi mà chúng ta có cái tham ở trong đó, có cái sân ở trong đó, thì nhất định cái kết quả là si mê. Cũng như nãy Pháp Hòa nói về cái vị thầy kia, vị trưởng lão kia, vì tham cái y của ngài Huyền Trang mà rốt cuộc rồi làm một cái việc là kết giao với bọn cướp, rồi nghĩ ra cách giết người chỉ vì một cái chuyện thôi, là muốn có cái y. Cho nên quý vị đọc trong báo, quý vị thấy hoài, người ta giết người có thể chỉ vì một cái phone, chỉ vì một cơn giận dữ, chỉ vì một câu nói. Bây giờ cái mạng người nó rẻ quá trời. Chẳng hạn như có những cái nước mà gọi là lỡ mà đụng người ta rồi á, là quay xe lại cán cho chết để đền $1,500 thôi. Tại vì nếu mà người đó mà tàn tật là mình phải nuôi cả đời. Còn nếu người đó chết, mình chỉ có $1,500 là mình đền. Thành thử mạng người có $1,500 à. Cho nên ánh sáng của mặt trời á, là trừ những chỗ tối tâm. Thì người đệ tử Phật phải có ánh sáng của trí tuệ để trừ những cái tâm tối của lòng, của tham, của sân.
của hạnh trược. Chữ trược là gì? Chữ trược là dơ, mà ngược với chữ trược là thanh. Quý vị có nhớ trong Kinh Di Đà nói Đức Phật Thích Ca của chúng ta đang ở thế giới Ta Bà này là thế giới có mấy trược không? Năm thứ trược. Mà cái đầu tiên gọi là kiếp trược. Mà chính vì cái kiếp này nó ô, nó dơ, nó nhiễm trược, ô nhiễm, kiếp trược, cho nên trong kiếp trược này nó có kiến trược, nó có chúng sanh trược, nó có mạng trược, nó có phiền não trược. Bốn cái trược này nó nằm trong cái kiếp trược. Cái kiếp sống của chúng ta là kiếp sống của nhiễm ô. Rồi kiếp sống này cái gì làm cho mình nhiễm ô? Cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trược. Cái đời sống của chúng ta giành giật với nhau nhiễm ô gọi là mạng trược. Rồi chúng ta giận tức với nhau, rồi suy nghĩ những mưu đồ mưu toan để hại nhau gọi là phiền não trược. Phiền não trược, kiến trược, chúng sanh trược, rồi mạng trược. Cái cách sống của mình, nuôi thân mình, vân vân. Cho nên có một cái bài hát á: một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra thì nắng đã lên rồi. Có nhiều khi mình thấy nằm chiêm bao mình thấy mình chết, và trong giấc chiêm bao mình khóc thật, nhưng mà giật mình lại thì trời đã lên sáng. Tức là mình sao? Mình không có chết. Ở đây muốn nói rằng cuộc đời là như vậy, chỉ là một chiếc chiêm bao, và ngoài kia vẫn còn có nắng. Giống như hôm nay quý vị thấy trời âm u mưa, nhưng đâu có nghĩa là ngày mai không có nắng, hay lát lát chiều không có nắng. Cái thứ ba, cái công năng của mặt trời là có những kỷ luật của mình hằng xoay quanh chính mình. Người tu của chúng ta cũng phải xoay quanh cái bổn phận của mình. Tất cả chúng ta có bổn phận đó, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Bổn phận tu nhà, tu chợ, tu chùa. Có những lúc mình vô hãng làm thì mình phải ứng dụng cái tu của mình. Có những lúc mà mình ở, có những lúc mình ở nhà thì mình ứng dụng cái tu của mình. Có những lúc mình ở chùa thì mình ứng dụng cái tu của mình. Cái tính chất thứ tư của mặt trời đó là tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Người tu phải làm nung nóng cái hạnh đức của mình. Cũng giống như thưa đại chúng, Đức Phật ví dụ trong kinh đó, cái người tu tinh tấn đó, cũng giống như là cái người chèo thuyền. Chèo hoài thì mới tới, mà hễ mà dừng, mà buông tay, không có cắm chèo, thì tự gió tự nước nó đẩy thuyền mình lui. Cho nên tại sao phải tụng kinh? Ngày nào cũng tụng có nhiêu đó, mà tụng năm này qua tháng nọ, mà nó tụng để cho linh, mà sao không thấy linh gì hết? Thưa, chữ tụng đó là gì? Tức là chúng ta nung nấu, lặp đi lặp lại cái lời của Phật đó, để làm sao lời của Phật nó ở trong người của mình, và nó tăng trưởng cái hạnh đức của mình qua cái sự siêng năng của mình. Cho nên tinh tấn như lửa vậy đó, tinh tấn như ánh sáng vậy đó. Mình chùi cái kiến dơ đó, cái kiến nó bị dơ, nó bị bám bụi lâu ngày, mình chùi bụi mà lấy cái khăn lau một lần nó đâu có sạch. Cứ mỗi ngày, mặc dù mình thấy kiến sạch rồi đó, nhưng mà tại sao mỗi ngày cứ đi ngang quét nó một cái? Tại vì mình tuy mình nói nó sạch, nhưng mà cái nhẹ nhàng là nó có chút bụi. Thì ngày nào cũng dẹp cái bụi đó thì kiến nó sạch. Cho nên mình phải làm nung nấu cái hạnh đức thiền định, làm cho cái lục căn của mình thanh tịnh.
Thí dụ quý vị ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng ngồi thiền 10 phút, 15 phút là giúp cho cái tâm mình định dễ lắm. Còn mình mà hễ mà ngồi xuống cái là ngủ, cái đó cũng định nữa đó, mà kêu đại định đó. Thành thử ra mình thành một cái thói quen là mình ngồi đâu mình cũng có thể định được, ngủ được. Cái thứ năm là mặt trời trong hành trình của nó, nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Người tu cũng phải hằng kinh cảm thương chót súng sanh lặn hụp trong bốn đường ác, đầy dẫy chấp thủ tà kiến phiền não, đi sai lầm đường nên phải chịu những thống khổ. Có khi mình tu làm sao mà mình không có còn biết thương ai xung quanh mình nữa hết. Đó là mình biết là mình tu trật rồi đó, từ bi của mình hết rồi đó. Thí dụ mà theo có thói quen thôi chứ không có gì tội đâu. Mình nghe người ta nói chị có hay không, cái ông đó ông chết rồi đó. Chết rồi hả? Đáng đời. Nhiều khi mình nói một cách rất là bình thường vậy thôi, nhưng mà khi mình giật mình lại, mình nghiệm cái câu nói đó, tức là trong lòng của mình đó, cái chất lượng tình thương từ bi hình như giờ nó không còn rồi đó. Tại sao mình thấy người ta chết mà nói, có nhiều khi nó vậy tốt á. Thí dụ vậy, mặc dù không có tội lỗi gì hết, nhưng mà mình tu tức là mình để có cơ hội mình nhìn quán lại cái cách nói của mình, cái cách sống, cái cách mà đối đáp nhanh nhẹn của mình mà nó thiếu cái từ bi như vậy. Cho nên có một lần á, có một người mẹ giận quá mắng đứa con: mày đi ra đường á, tao giái cho xe đụng mày chết đi. Thì đứa con nó xây lại, nó nói: mẹ, nếu mà con thật sự con bị xe đụng chết mẹ vui không? Thì làm cho người mẹ giật mình. Tại vì trong cái lúc mình giận quá thì mình cứ nói theo cái giận của mình, mà mình thiếu cái quán chiếu. Mà thưa đại chúng, nếu mà cái đứa con đó đó, nó là cái đứa mà không có xả bỏ được lời nói đó, nó ở với nó suốt đời. Pháp Hòa đã từng gặp những em nhỏ, nó không có, nó sống chung với ba mẹ nhưng mà có cái gì đó nó không gần được, bởi vì nó nhớ hoài cái câu ba mẹ nói. Hồi nhỏ nhiều khi nó làm một cái gì rồi theo cái tình thường của mình thôi. Mẹ rất là ghét con. Vậy mà cái đứa nhỏ đó cứ nhớ cái câu đó hoài trong lòng nó. Mà nó lớn lên mình nói cỡ nào thì nó cũng phải dành nhiều thời gian lắm nó mới có thể tiêu hóa được cái câu nói đó. Và có thể nhiều khi trong cuộc sống á, mình làm cái gì nó không có vừa ý thì nó cũng đều nghĩ rằng đúng rồi, tại vì mẹ đã từng nói mẹ không thương mình, cho nên rõ ràng nè, hôm nay mẹ cho mình, mẹ cho anh cái phần đó mà không phải là phần của mình. Tại vì nó đã bị cái câu đó rồi thì nó thường dùng cái câu đó để nó định nghĩa lại, trở lại cái cách xử của mình, cái cách sống của mình. Cho nên mình làm sao mình có được một cái sống mà mình lân mẫn với tất cả chúng sanh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều cái email lắm, mà toàn là những cái phần lớn là email gọi là phiền lụy của cuộc sống. Chẳng hạn như là con cái nhờ cha mẹ giúp giùm lo cho mấy đứa cháu vì sức khỏe mẹ không có, hay vì bận rộn chi đó mẹ từ chối, cái là con giận mẹ không có nhìn. Rồi có những khi trong cuộc sống con cái lỡ nói điều gì đó, cha mẹ giận không có buông xả. Rồi anh em vì cái cách xử của cha mẹ, rồi anh em hiểu lầm nhau, rồi không nhìn nhau, ổ đủ thứ hết. Thì mỗi khi mà mình thấy được những cái, như hồi trưa này tự nhiên Pháp Hòa cả thương cái đứa nhỏ đó quá. Con em nhỏ 2 tuổi rưỡi, nó dễ thương lắm. Nó tới nó thăm thì Pháp Hòa ôm nó mà nó rất là dễ thương. Pháp Hòa mới hỏi: cháu cô hả? Thì cô đó mới nói: dạ phải. Thì cô lại nói tiếp một câu là: tại vì đứa nhỏ này không có ba mẹ. Thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó trùng lại. Nó trùng lại và Pháp Hòa thấy thương đứa nhỏ này, mà Pháp Hòa không có dám hỏi tại sao.
Và hồi trưa giờ trong bụng Pháp Hòa cứ nhớ cái đứa nhỏ đó, rất là dễ thương, đứa con trai. Cho nên mình sống làm sao mình mỗi ngày mà thưa đại chúng, khi mà mình có được cái tình thương cho những người xung quanh đó, tức là mình có một phần có được cái Phật. Cho nên mình quy y Phật mà. Quy Phật là hướng về Phật, mà Phật là người có từ bi, thương tất cả chúng sanh. Mặt trời hằng soi chiếu tỏ rõ mọi vật, người sống phải tỏ rõ tâm của mình. Nhiều khi mình sống mình vui lắm, tức là mình cứ đi theo những cái gì mà cái tâm mình nó nói thôi, nhưng mình không có biết soi lại mình làm vậy coi được không. Cho nên ngày hôm qua ở trong chùa Hồng Ân có cái câu đối hay lắm: học vi nhân sư, hành vi thế phạm, tâm hạnh viên dung, phước tự nhiên thành. Cái bữa đó Pháp Hòa ở phi trường vừa bước vô chùa, ngay cái nhà ăn có cái cặp đối đó, là Pháp Hòa chấm liền, Pháp Hòa bỏ một túi ngay: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tức là nếu mình học để mình trở thành thầy của mọi người chưa đủ, học để làm thầy người chưa đủ, nhưng nếu chúng ta hành cái gì chúng ta học, cái đó mới thật sự là mô phạm cho thế gian. Học vi nhân sư, nếu học chỉ để làm thầy người thôi chưa hay. Cái câu thứ hai: hành vi thế phạm. Hành là thực hành đó. Hành mới là mô phạm, gương mẫu cho đời, cho người. Bên này đối lại: tâm hạnh viên dung, phước tự nhiên thành. Ở đời ai cũng muốn có phước hết á, không ai muốn mình vô phước, đúng không? Ai muốn mình có phước hết á. Nhưng mà khổ nổi cái phước mình không có được hay là thiếu, là bởi vì tâm và hạnh nó không có đi chung. Tâm là cái lòng của mình, hạnh là hành động của mình. Nếu mà tâm và hành động của mình nó đi một lượt, khỏi cần cầu xin gì hết, phước nó tự tới. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như mình thấy người ta đi qua lộ, mình dẫn người ta qua cho an toàn. Mình thấy người ta đến, ta đói bụng, mình mời người ta ăn bữa cơm. Cái lòng của mình thấy, ta biết, mình biết ta đói bụng, ta ở xa tới. Tự cái hành động mình nó đi theo cái việc, cái tâm mình biết người ta đói bụng, mà tại sao mình không, cái hành động là không đi lấy thức ăn cho người ta ăn. Khỏi cần nói phước gì hết á, không cần phải suy nghĩ: này tôi đang làm này tôi kiếm phước rồi nha. Không cần. Nhưng mà cái phước mình nhận được rằng á, cái sự cảm ơn, cái sự trân trọng, cái sự cảm kích của người kia, tự nhiên nó thành. Hồi nãy đi trên đường Pháp Hòa nói với em Phật tử, ở đời mình sống á, mình muốn người ta thương á khó lắm, còn mình muốn người ta ghét á dễ ợt à. Quý vị để ý có phải không? Muốn chọc chúng chửi dễ lắm. Cứ giả bộ tới bà tám bà chín chuyện người ta là thế nào cũng có chuyện à. Cho nên muốn làm người ta thương á khó, mà muốn chọc cho người ta ghét dễ. Thế thì ở đời được người ta thương, người ta quý, sao mình không trân trọng? Người ta thương, người ta quý mình phải trân trọng. Cho nên ở trong nhà Phật á, có cái luật ăn cơm. Khi mà ngồi ăn cơm á, mà người ta mang đến thức ăn thêm nữa đó, mình chắp tay mình xá, mình để đó, mình ăn được thì mình dùng, không được thì mình lát mình chia sớt, chứ không có nói thôi dẹp đi tôi no rồi, không có nói như vậy.
ăn cơm quá đường á, lên ngồi ăn cơm quá đường, đại chúng mà người ta mang tới thức ăn thêm, không nên nói không ăn. Còn thí dụ mình thấy ở phía sau kia còn người chưa ăn, mình nói ồ bây giờ trên này đã tạm đủ, chia sớt cái dưới kia cho người ta có dùng. Tức là mình ứng xử làm sao để cho tâm hạnh viên dung. Mà khi tâm và hạnh viên dung rồi, không cần nói gì hết, phước nó tự tới. Bởi vì phước là gì? Phước là những điều kiện thoải mái mà chúng ta có. Ví dụ nè, trong cái hội trường này hết ghế hết chỗ rồi, tự nhiên mình bước vô mình thấy còn cái ghế trống đâu, nó trời đau hên quá. Thì cái hên đó là nhà Phật, cái là phước. Tại vì mình nói hên thôi. Phước tức là những cái gì mà chúng ta có. Đang khát nước mà có một ly nước uống có phải phước không? Vậy thì cái phước của chúng ta hàng ngày chúng ta có, mà tại chúng ta không biết nhận ra thôi, chứ đâu phải chúng ta không có phước. Nhưng mà phước của chúng ta là phước từng phần. Thí dụ có người á, người ta giàu lắm, nhưng mà bù lại người ta thiếu cái phước tình cảm gia đình. Có nhiều người tình cảm gia đình tốt lắm, nhưng mà ta thiếu cái phước vật chất, tiền của gia đình thiếu hụt. Có nhiều người ta có cái phước lắm, ta được có cái phước rất là đẹp, nhưng mà chính cái đó rồi đó, cũng có một phần ta lận đận trong đường tình cảm. Cho nên phước nó từng phần. Thì chúng ta nhớ là nhận ra những cái phần phước đó của mình và sống với cái đó, rồi chúng ta tạo phước thêm. Thí dụ bây giờ mình có cái phước có tiền của, nhưng mà ngược lại thiếu phước tình cảm. Thì bây giờ có tiền á, bố thí. Mặt khác á, thấy ai hạnh phúc đừng ganh. Tại vì mình đã thiếu tình cảm rồi mà mình còn ganh với tình cảm người khác là mình mất phước luôn. Cho nên tâm hạnh viên dung, chữ viên dung là tròn đủ, thì phước tự tới. Cho nên cái sự soi rọi lại cũng giống như là mặt trời có thể soi chiếu rõ hết tất cả sự vật. Tâm mình mà sáng suốt rồi, mình có thể nhận biết tất cả một cách nhẹ nhàng. Đời này á, mình bệnh hoài, thay vì mình buồn, mình trách, mình khổ, thời gian mà ngồi mà buồn, mà khổ, mà trách á, thì hãy dùng cái thời gian đó lo sám hối, tập tu. Tại vì đó là bệnh nghiệp. Người ta uống thuốc, người ta hết, mình uống thuốc không hết. Bệnh thân uống thuốc, bệnh nghiệp sám hối. Bố thí làm lành, tạo phước. Bởi vì mình có ba loại bệnh. Bệnh thân là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Mà bệnh nghiệp là chỉ có sám hối lo tu thôi. Còn bệnh thân là uống thuốc, chẳng hạn như nhức đầu sổ mũi vậy đó. Còn bệnh tâm là tâm lý nghi ngờ, buồn rầu, nhiều khi không có chuyện gì rầu mà cứ lo. Giống như con bà cụ, bà có hai người con, một người bán dù và một người bán dép. Mà hôm nào mà trời mưa thì đứa con bán dù nó đắt, là tại vì người ta mua dù. Mà đứa ngược lại, đứa bán dép nó ế, cái bà ngồi bà rầu. Mà hôm nào mà trời nắng là đứa bán dép nó đắt, đứa bán dù nó ế, cái bà rầu. Thà rốt cuộc cả ngày bà rầu. Thưa đại chúng, hôm nay được duyên lành, buổi thứ hai được gặp quý vị ở Melbourne. Và buổi nói chuyện này, Pháp Hòa trích một bài kinh của Đức Phật, nói về năm sáu cái diệu dụng của ánh sáng mặt trời. Thì Đức Phật xoay qua, Đức Phật nói với chúng ta rằng, nếu như mặt trời có những cái hay đó, thì chúng ta cũng có thể học như những cái ánh sáng mặt trời làm được việc đó. Thứ nhất là ánh sáng mặt trời có thể làm khô tất cả cái gì nó ướt, hoặc là có thể làm cháy những cái gì có thể cháy. Thì đệ tử Phật cũng làm khô cái sự dục nhiễm, làm cháy sự phiền não. Mặt trời có thể soi chỗ tối tăm,
người đệ tử Phật phải vận dụng trí tuệ để soi trừ cái sự tâm tối của lòng. Nếu mặt trời có những cái kỷ luật của mặt trời, tức là phải đi vòng, thì mình cũng làm đúng cái bổn phận kỷ luật của mình. Ví dụ như người xuất gia giữ đúng cái bổn phận của người xuất gia, người Phật tử giữ đúng bổn phận của người Phật tử. Mình là Phật tử thì mình là có bổn phận của người Phật tử, là đối với gia đình, đối với xã hội chỗ làm, đối với Tam Bảo. Đó. Rồi mình mặt trời có thể tỏa nhiệt thì mình cũng thể tỏa nhiệt để mà ung đúc cái sự tu hành của mình. Cho nên thưa đại chúng, sự siêng năng của đại chúng á, là một cái sự ung đúc cho những người xung quanh. Thí dụ như là con cái của mình á, ở nhà mình biểu là con mỗi ngày con nhớ đi ngủ nhớ lại Phật, thì mỗi ngày mình cũng phải lại Phật để mình ung đúc, mình tỏa cái nhiệt ung đúc đứa con mình. Cứ biểu con lại lại Phật mà má ngồi coi tivi, làm sao mà mình ung đúc được nó, phải không? Rồi thí dụ như mình nói con không được nói dối nghe không, mình biểu nó con không được nói dối với mẹ nghe không, vậy mà điện thoại reo, cái số phone gặp cái người mình không thích, mình nói bắt cái phone lên nói với cái bà đó, má không có ở nhà. Nhiều khi mình trong cái vô tình là mình làm chuyện đó mình không hay. Thay vì mình nói vậy, mình nói con bắt phone, con nói với cô đó là mẹ đang bận. Thì rõ ràng đứa con nó thấy rằng mẹ ở nhà nhưng mà mẹ bận. Còn nếu mình nói là mẹ không có ở nhà thì nó thắc mắc, mẹ đang ở đây mà tại sao mẹ nói mẹ không có ở nhà. Chúng cũng giống như mình nói mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, không được nói tiếng Anh, ok. Nói chuyện với mình sao mà mẹ mình dặn con đừng nói tiếng Anh là vừa dứt cái ok. Mặt trời có cái hành trình tuần tự của nó, và mình làm sao mặt trời có thể soi rõ tất cả, trừ chỗ tối tăm mà soi sáng tất cả, thì chúng ta cũng vận dụng trí tuệ để soi rõ tất cả. Đó là cái bài kinh mà Phật nói về mặt trời. Và thưa đại chúng, Đức Phật nói rất là hay. Lý do mà mình trích những cái bài kinh như vậy á, là để nó gần gũi những cái gì trong cuộc sống của mình. Như hôm rồi ở tại Canada, Pháp Hòa nói về trăng, Phật cũng có nói những cái diệu dụng của trăng. Và Phật nói người đệ tử Phật cũng học những cái hạnh của trăng. Và Phật bây giờ Phật nói một bài kinh khác, là Phật nói những cái ánh sáng mặt trời, cái diệu dụng của nó, thì người đệ tử Phật cũng nên ứng dụng như thế nào để soi sáng như ánh mặt trời vậy. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị bài kinh này. Và theo như chương trình thì sau khi buổi này xong thì chúng ta giải lao một chút, thì chúng ta sẽ có một thời kinh ngắn nhân cái dịp lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Và sau thời kinh thì chúng ta sẽ có một chút gì chúng ta dùng chiều. Sau buổi đó thì chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt. Thì cái buổi sinh hoạt chiều nay để cho nhẹ nhàng, và đại chúng có thể ở cái bàn thư ký đó có giấy viết, quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, liên quan đến sự tu học của mình, rồi chúng ta cùng trao đổi với nhau vào cái buổi chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Thì chúng ta hồi hướng.